Ồ, xin lỗi, bạn có một con sứa trong cổ họng mình ư? Bạn nên làm gì đây? Chà, đầu tiên tôi sẽ nhổ nó ra, bạn biết đấy. Sau đó cho thêm một ít bơ đậu. Có thể bạn đang ở trên bãi biển nên hãy lấy sandwich và kẹp với bơ đậu cùng con sứa để làm bữa trưa xem sao nhé. Này, cẩn thận, đừng làm rơi bữa trưa của bạn xuống cát đấy chứ. Tôi nghĩ món sandwich kẹp sứa đó ngon lắm đấy. Nhưng nghiêm túc nhé, tôi chắc đó là một tai nạn. Cho dù bạn nuốt con sứa để bảo vệ nó khỏi con mòng biển đói khát, hay vì bạn muốn gây ấn tượng với một cô nàng, thì nó cũng không hiệu quả đâu. Nuốt chửng sứa là một ý tưởng tồi tệ cho cả hai. Hãy tìm sự giúp đỡ ngay lập tức, nói chuyện với nhân viên cứu hộ và gọi cấp cứu nhé. Ngay cả các con sứa thông thường cũng khiến bạn bị đau, và mọi loài sứa đều có gai độc. Bạn có thể không nghĩ như thế vì ở một số loài, gai độc là quá ngắn để đâm vào da người. Loại đó không làm đau chúng ta chỉ khi bạn không nuốt chửng chúng. Các màng nhạy cảm bên trong miệng và niêm mạc cổ họng của bạn mỏng hơn và do đó dễ dàng bị xuyên thủng hơn so với lớp biểu bì. Đó là lớp da cứng hơn mà bạn có ở bên ngoài cơ thể của mình. Bị chích hay bị ốm là tin xấu đối với bạn, nhưng bị nuốt phải thậm chí còn là tin xấu hơn đối với con sứa. Trong đó đen ngòm, nó sẽ hoảng sợ, nó thần kinh yếu mà. Và sợ hãi cũng đúng thôi, bởi vì cho dù bạn có thể là một người thân thiện, nhưng bụng của bạn thì rõ ràng là một môi trường hung dữ. Axit trong dạ dày thực sự không thoải mái cho bất cứ sinh vật nào quen sống trong nước mặn. Ngược lại, nước mặn cũng gây khó chịu cho dạ dày của bạn đấy. Muối thì không độc, một chút nước mặn sẽ không làm hại bạn. Hầu như tất cả chúng ta đều uống một ít nước muối ở bãi biển, nhưng nó gây nôn. Nghĩa là nếu bạn uống quá nhiều, khả năng là nó sẽ trào ra lại. Và trong khi đây là một hành động không đúng lắm, thì có thể nó là ý tưởng tốt nếu bạn vừa nuốt một con sứa đấy. Vậy là nếu bạn vừa nuốt một con sứa, bạn nên uống nước muối phải không? Không đâu, bạn nên đi gặp bác sĩ. Đôi khi, mọi việc tệ hơn là bạn nghĩ đấy. Hãy lấy trường hợp của một nhân viên cứu hộ tại Úc, người đã uống ly nước có sứa nha. Vâng, tôi biết nó nghe có vẻ lạ, đây là cách mà điều đó đã xảy ra. Một nhân viên cứu hộ thiếu niên ở Úc đã được đưa đến bệnh viện sau khi anh ta uống một hỗn hợp nước có sứa và các xúc tu. Có vẻ như ai đó ở câu lạc bộ lướt sóng, nơi anh ta làm việc đã giữ lại vài xúc tu của con sứa hộp cực độc trong một bình nước và để nó trong tủ lạnh của câu lạc bộ. Họ không có ý định uống nó, họ dự định quyên góp nó cho một phòng nghiên cứu ở địa phương, nhưng cậu nhân viên kia đang khát và đã nhầm nước sứa với thứ gì đó tươi mát hơn. Ngay khi vừa nuốt xong, anh lập tức nhận ra sai lầm của mình và đã gọi cho các đồng nghiệp. Thật may là thế, anh ấy đã gặp các vấn đề với đường hô hấp khi các nhân viên y tế đến nơi. Rất tiếc. Vì vậy, điều này có thể làm bạn ngạc nhiên khi biết rằng ngay tại thời điểm này, rất nhiều người đang cố tình nuốt sữa đấy và còn phải trả nhiều tiền cho thú vui đó. Trên toàn thế giới, nhưng đặc biệt là ở châu Á, sữa là một loại thực phẩm phổ biến và không phải ở trong bánh mì bơ đậu đâu. Nhưng này, nếu đã thử nó, hãy cho biết nó ra sao nha. Trên thực tế, rất nhiều người muốn ăn món sứa đến nỗi trung bình thế giới khai thác khoảng 354.000 tấn sứa mỗi năm. Các quốc gia hàng đầu ở châu Á, nơi sứa vừa được đánh bắt, vừa được nuôi. Ở Trung Quốc, họ thậm chí còn nuôi sứa trong các ao hồ, sau đó di chuyển chúng ra biển nhằm tăng số lượng sứa. Nhưng ở Nhật Bản, lượng sứa ở đây lại quá nhiều. Tất nhiên, bạn có thể nuốt sứa ở đó. Trên thực tế, họ còn muốn bạn làm vậy cơ. Bạn thấy đấy, biển ở Nhật Bản chứa đầy sứa Nomura. Đây là loài sứa nặng khủng khiếp, lên tới 204kg. Chúng nặng đến nỗi khi mắc vào lưới của ngư dân, nó có thể làm chìm con thuyền. Oh, chắc hẳn đây là loài sứa sumo rồi. Bạn không thể nuốt cả con, nhưng ngay cả khi chỉ cắn được một miếng, Nhật Bản cũng sẽ cảm ơn bạn. Bạn thấy đấy, sự thư thải quá mức của sứa Nomura đã trở thành một vấn nạn, đến nỗi chính phủ Nhật Bản đã quyết định rằng cách tốt nhất để đối phó với chúng là biến chúng thành bữa ăn tối. Không phải để chơi bài hoặc ăn các món cá khác, mà là để ăn tối và cả ăn trưa nữa, và thậm chí là món tráng miệng siêu ngầu mà chúng ta sẽ bàn sau. Thật đáng kinh ngạc, mặc dù có nhiều sữa Nomura hơn mức cần thiết, Nhật Bản vẫn nhập khẩu thêm khoảng 5-10.000 tấn sữa ăn được mỗi năm. Chúng có thể được ăn theo một vài cách khác nhau. Khử muối, có nghĩa là loại bỏ muối ra khỏi con sữa. Sứa thì không có vị gì nhiều, nhưng chúng không chứa chất béo và có thể ăn kèm với thức ăn hoặc thậm chí là ăn riêng nếu được nêm gia vị thật cay nồng, ví dụ như tương ớt chẳng hạn, ngon quá. Các món ăn với sứa phổ biến khác bao gồm sứa ngâm chua, sứa sushi, sứa ăn kèm với cơm trắng và sốt me.
và sứa trộn gà xé. Ôi trời, trông nó tuyệt vời chứ kia. Và những kẻ quan tâm đến sức khỏe thậm chí sẽ nói rằng sữa chiên giòn là một sự thay thế hoàn hảo cho khoai tây chiên. Hãy nhớ rằng tất cả điều này không có nghĩa là bạn chỉ cần cho sữa mà mình tìm thấy trên bãi biển vào miệng. Chúng có thể làm bạn bị ốm nếu không được chế biến đúng cách đấy. Vậy nên hãy đi học nấu ăn trước nhé. Còn món tráng miệng siêu ngầu mà tôi đã đề cập thì sao? Nó ngầu vì hai lý do. Thứ nhất, còn gì tuyệt vời hơn kèm sữa nhỉ? Thứ hai, nó chứa chất phát quang sinh học. Loại kem sữa phát quang sinh học này sẽ phát sáng trong bóng tối. Và khi ăn nó, pH trên lưỡi của bạn sẽ phản ứng với các protein phát quang và khiến cho lưỡi cũng phát sáng. Wow, không biết vị của nó như thế nào, nhưng tôi thực sự muốn thử nó đấy. Thật không may, theo tôi biết, nó được bán với giá khoảng $200 một muỗng. Vậy nên sẽ mất thời gian đấy. Bạn có thể mua cho tôi, sinh nhật tôi sắp tới rồi. Phát quang sinh học thực sự rất ngầu, và ý tôi là ngầu thật đấy. Nó là nguồn sáng tự nhiên, không cần nhiệt, trái ngược với ánh sáng nóng như mặt trời hoặc điện. Rất nhiều sinh vật biển có tính năng tuyệt vời này, đặc biệt là ở các vùng biển sâu siêu tối. Phát quang sinh học cho phép một nửa loài sứa phát sáng. Trên mặt đất, phát quang sinh học là rất hiếm, nhưng bạn có thể thấy nó ở đom đóm hoặc sâu phát sáng. Thực ra không phải là sâu, nhưng hãy để nó cho video khác nha. Xét đến việc rất nhiều loài cá lớn cũng xem sứa là thức ăn, thật là thoải mái khi biết rằng nếu gặp rắc rối với một con cá voi nuốt chửng bạn, khả năng cao là nó cũng nuốt luôn cả sứa phát quang sinh học, và bạn có thể đọc sách nhờ ánh sáng từ nó đây. Và nếu bạn nuốt phải một con sứa phát quang, bác sĩ sẽ không cần phải dọi đèn để kiểm tra cổ họng của bạn nữa đâu. Đây là một điều thú vị khác về các con sứa phát sáng này. Các nhà khoa học tin rằng sứa phát quang sinh học sử dụng ánh sáng nhấp nháy để giao tiếp. Giống như một ngọn hải đăng dưới nước, chúng cũng sử dụng nó để thu hút bạn tình nữa. Một số loài sứa sử dụng phát quang sinh học để ngụy trang, thay vì giả làm đá như loài cá đá thường làm. Chất phát quang sinh học khiến sứa giống với các vết mặt trời. Khi một kẻ săn mồi bơi bên dưới nó và nhìn lên, nó sẽ bị chói mắt bởi vì thứ ánh sáng đó và nhầm tưởng rằng đó là ánh sáng mặt trời. Nếu việc đó không hiệu quả, thì có một thứ rất ngầu nhưng cũng rất đáng sợ. Một con sứa có thể tách một trong những xúc tu phát sáng của nó và để lại phía sau. Khi nó rơi xuống, xúc tu vẫn phát sáng và dụ những kẻ săn mồi đi chỗ khác. Sau đó, con sứa sẽ tắt sáng của nó rồi chuồn gấp. Và còn thú vị hơn, xúc tu bị mất sẽ mọc lại trong một quá trình được gọi là tái sinh. Bạn không phải lặn để thấy các anh chàng phát sáng đó đâu. Hầu hết các viện hải dương học đều có sứa, và có cả sứa phát quang sinh học, thường là ở trong phòng tối hơn một chút để bạn có thể chiêm ngưỡng chúng. Chúng có đủ màu sắc khác nhau và tự bật tắt ánh sáng, rất đáng để đi xem đấy. Người ta nuốt sứa như một phương thuốc và cả lý do ma thuật nữa. Một số người tin rằng ăn sứa sẽ giúp giảm đau cơ và cải thiện trí nhớ. Về vấn đề ma thuật, chà, tôi không nói rằng ăn sứa bột sẽ khiến cô gái trong lớp toán phải lòng với bạn. Nhưng người Trung Quốc đã sử dụng sứa khô như một loại tinh dược trong hơn 1.700 năm đấy. Vì vậy, hãy nhớ rằng nếu bạn nuốt một con sứa, đừng lo lắng và đến gặp bác sĩ. Sau đó, đi ăn thứ gì đó trước khi bạn ngất đi vì đói. Chào người bán hàng rồi về nhà xem TV với cả gia đình thôi. Này, nếu đã học được điều gì đó mới mẻ hôm nay, thì hãy cho video này một like và chia sẻ nó với bạn bè. Và đây là một số video thú vị khác tôi nghĩ bạn sẽ thích. Chỉ cần nhấp vào bên trái hoặc bên phải. Và nhớ luôn đồng hành cùng Soi Sáng nha.